Hôm qua, Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đợt 1 năm 2023. Trong đợt này, 120 học viên là cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối được tập huấn các nội dung về nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, công tác dân vận chính quyền, mô hình dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội, công tác tài chính của Đảng và thể thức văn bản của Đảng.